ที่สุดถ้าเสียบอลต้องโชว์ที่ตอนจะติดเลยนะแล้วก็เลยไปอยู่นำไปอยู่นำvới cái dòng này là tụi em có khả năng đánh cháy luôn là bảo hành 25 năm anh yên tâm tính ra bao nhiêu tiền mét vuông cũng tùy theo độ dày nữa nếu được thì xíu anh cho em xin thông tin để em gửi đơn giá bảo hành gửi chi tiết theo từng độ dày mấy màu màu thì nó cũng đa dạng lắm anh như cái mẫu này bên em hiện tại có khoảng từ 10 màu màu trắng trong trắng đục rồi kích thước một tấm bao nhiêu? Dạ. Kích thước một tấm. Kiểu sống thì nhiều lắm. Không, kích thước một tấm là ý là cái này bên em sản xuất yêu cầu khách hàng á. Ví dụ tối đa là khoảng 14 mét. Bốn mét. Còn về khổ? Khổ thì tùy cái kiểu sống của anh nữa. Ví dụ mỗi kiểu sống nó có một cái khổ rộng khác nhau. Ví dụ như kiểu cái này bao nhiêu? Năm sống của nó là khổ 1m7. 1m7. Dạ. Còn kiểu kia? Cái này cũng là năm sống công nghiệp của mình là 1m7 luôn. À. Còn mấy kiểu khác là bao nhiêu? Ví dụ nó có những cái kiểu lip lock hay là lock sim gì đó. Ví dụ nó có 945 hay là nó sẽ ngắn hơn, cũng có khổ dài hơn. Sống là tính cái này hay là tính cái này? 1, 2, 3, 4, 5 nè. Đúng rồi, cái này qua đây luôn á, là bề rộng của nó. Bộ này nó có 5 sống. 5 là sống nhỏ này gì? Đúng rồi. Nó sống lớn, như... sống lớn có 4 sống à? Ở đây cái này là ta gọi là sống âm anh. Không, sống âm, sống dương, sống dương nằm sống. Mình tính là mình tính theo cái sống dương. Nó như cái tô thép của mình á. Cái màu thép thì cái độ sáng nó sẽ cao hơn. Thằng này là 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Dạ đúng rồi, ở đây chỉ còn 5, 6 thôi. Trưng bày cho anh. Thằng này bảo hành bao nhiêu? Dạ. Bảo hành bao nhiêu năm? Như cái loại này là bảo hành 20 năm. 20 năm. Cái này là chuyên để kháng ăn mòn nha. Là ví dụ như là nhà xưởng anh là quá chất, nồng độ quá chất cao. Gần biển, cuối mặt á. Thì nó sẽ kháng ăn mòn tốt hơn cái tô thép. Đó là cái giải pháp thay thế cho cái tôn thép của mình. Sài Gòn đi bao nhiêu, kích thước bao nhiêu? Giống như mình làm nhà xưởng, như từ 7 cho tới 1m2 á. 7 đến 1m2. Nó cũng giống như cả các Sài Gòn cũng y như. Bằng tôn không? Dạ. Bằng tôn không? Như tôn hả? Cũng như tôn mình luôn, tôn mình làm nhà xưởng luôn. Như thời gian nó có nắng mưa nó có giòn không? Tại vì bên trong á, nó có gia cường sợi thủy tinh, cho nên nó sẽ không bị giòn. Ví dụ như thị trường hiện nay em thấy... em lấy bảo hành này bao nhiêu năm? 20 năm. Bằng bên kia? Bên kia thì dòng lấy sáng nó sẽ là 25 năm. Tại vì ở đây nó kháng quá chất. Cho nên cái độ an toàn của quá chất độ nó sẽ cao hơn. Kháng hóa chất thì chỉ dùng qua nhà máy hóa chất thôi. Dạ đúng rồi. Hoặc là những khu vực mà gần biển, nhà máy nước mắm nào á thì chuyên gia dùng. Hoặc là những cái nhà xưởng mà cái nồng độ hơi nóng nó bốc lên cao là người ta sẽ